xem họ có bị cứng hông không này, họ bị gù lưng không này, đấy, hoặc là cái phần gối của người ta ấy, khi mà cái vấn đề cứng hông ngồi nhiều ấy, thì cái phần gối nó có hay bị đau hay không, cái trọng của trọng lượng cơ thể ấy, thì xem nó có áp lực lên gối không. Sau đấy thì bắt đầu thì khi mà bắt đầu mình test xong cái vấn đề tư thế đấy, thì mình sẽ sang cái chuyển động. Và cái thứ ba ấy là test thể lực. Thì theo theo cái barem ấy thì cảm thấy có ok không? Ok. Tức là Mình mình có đo in body không? thì in body, trong quá trình mình đo in body ấy, thì mình sẽ biết được là vấn đề quá khứ tập luyện của người ta này, rồi vấn đề mục tiêu trước và mục tiêu hiện tại. Đấy. Rồi cái vấn đề thứ ba ấy là mình muốn xem được là người ta có hay đi khám sức khỏe không. Và vấn đề khi mà người ta đi khám sức khỏe ấy, thì bác sĩ có khuyến cáo nên nên hạn chế những bộ môn thể thao nào hay không, hoặc là vấn đề bệnh lý của người ta hiện tại, người ta có dùng thuốc gì hay không. Sau đấy thì tiếp tục là vấn đề thói quen công việc của người ta, xem là người ta làm văn phòng này, hay là người ta có đứng nhiều hay là ngồi nhiều hay không. Sau đấy thì chốt lại những vấn đề ấy thì sẽ đưa ra một cái câu hỏi là lý do vì sao mà đến hiện tại bây giờ chị vẫn chưa đạt được cái mục tiêu của mình ấy. Vâng. Ok. Đấy, thì đó là cái bước đầu tiên. Còn bước thứ hai ấy, thì chúng sẽ đưa qua cái vấn đề tư thế, sau đấy là chuyển động, và cuối cùng là xem cái thể lực của người ta xem có ổn hay không. Lúc đấy thì mới đưa ra bài tập. Ok. Cũng thì các bước đánh giá đó cũng khá hoàn chỉnh đó. Có ai có trải nghiệm nào giống vậy hoặc là khác như vậy không? Có thể chia sẻ. Duyên lúc đầu đi tập có được đánh giá tư thế gì không? Có nha. Có hả? Rồi lúc đánh giá tư thế có vấn đề gì không? Như cái nào không đạt thì nó sẽ nốt lại. Chẳng hạn như sai thế, hồi xưa chứ không đếp được, nhưng bị cong lưng. Bây giờ thì xong rồi, thời gian tập phải ra điều chỉnh lại cho mình. Ok. Rồi vậy Dũng phải không? Dũng lúc mà đánh giá tư thế mình dùng những bài nào để đánh giá tư thế? Thường thì Dũng sẽ dùng cái bài overhead squat đấy. Sau đấy mình sẽ Ok. dùng cái tải cái ứng dụng mà để mình có ba cái đường thẳng để mình vẽ. Tại vì là khi mà tư thế chuẩn thì sẽ có 4 điểm. Một là cái phần tai này, hai là phần vai, ba phần hông và bốn là cái phần cổ chân đấy. Thì mình Ok. xem mình sẽ check ba mặt, và sau đấy thì mình sẽ đánh giá là khách hàng này hiện tại bây giờ đang ở cái tư thế nào ấy, để đưa ra cái bài tập để chỉnh sửa cho người ta ấy. Ok. Rồi, cảm ơn Dũng. Quý trước giờ có nghe qua đánh giá tư thế cho Quý. Em làm em bao nhiêu tháng rồi? Bây giờ 6 tháng rồi. 6 tháng hả? Ngày đầu tiên em gặp khách hàng em sẽ làm gì? Đầu tiên là hàng đánh giá tư thế thì coi người ta có bị ý là bị bọc lưng hay không nè, rồi gù lưng, rồi cả cái đầu gối. Ok. Rồi. Thì như nãy giờ các bạn nó chia sẻ thì cái việc đánh giá tư thế này giúp cho cái người huấn luyện viên lấy thông tin từ khách hàng để biết coi giống như tiền sử của họ có bệnh lý gì hay không, tập luyện trong thời gian trước đây có chấn thương hay không, thói quen vận động của họ như thế nào, nghề nghiệp của họ có phải có một tư thế nào đó cố định lâu hay không, rồi có đang sử dụng các loại thuốc gì không, có bệnh gì hay không, rồi có bị sai lệch tư thế nào hay không. Đó thì tất cả các cái thứ đó đều sẽ đưa cho huấn luyện viên những thông tin cần thiết để có thể set up một cái chương trình tập phù hợp và an toàn với mục tiêu của cái người người tập. Ok, thì thường á khi mới đầu đến tập thì các bạn sẽ đưa cho họ một cái bản mẫu giống như vậy. Đây là người ta gọi là PQ question. Nó cái bản nói về những cái câu hỏi về thể trạng, về nghề nghiệp, về sở thích của họ, tất cả các thứ đó liên quan trước khi bắt đầu tập luyện. Để mình mở lại bên sách tài liệu đây. Bên sách tài liệu. Rồi. Trong quá trình mình đánh giá thì nếu như khách hàng có những cái rủi ro về sức khỏe như là hệ tim mạch hoặc có bệnh lý chẳng hạn, hoặc là cao huyết áp, hoặc là hen suyễn, thì mình sẽ phải hỏi những cái đó trước
để mình đưa ra chương trình phù hợp, để không bị quá sức đối với khách hàng hoặc là có nguy cơ gì đó mình phải lường trước được hết trong suốt quá trình tập luyện. Rồi trước khi đi sâu vào cái bản FAQ đó, mình sẽ có cái chỉ dẫn cho những người huấn luyện viên. Thì ở cái bản này mình cần nhớ, ở bên Việt Nam mình thì thật ra họ chưa có siết chặt lắm về quy định của cái nghề PT, nhưng ở nước ngoài cái nghề này nó đã rất là phổ biến và nó có luật ràng buộc rất là kỹ, nên cái phạm vi hoạt động của một người PT á, hoặc người huấn luyện viên, thì có những việc họ được làm và những việc họ không được làm. Ví dụ ở đây bên cái cột do not, mình sẽ tập trung vô coi thử cái cột do not là không làm cái gì ha. Thì mình sẽ không đưa ra những cái chỉ dẫn về chữa bệnh, cái đó là việc của bác sĩ. Ví dụ khách hàng đến nói tập để chữa về đau nhức xương khớp chẳng hạn, thì cái đó không phải việc của mình, cái đó là mình chỉ hỗ trợ điều trị thôi, chứ mình không có quyền mình điều trị cái đó, mình không đưa ra liệu pháp ha. Rồi đây, không đưa ra chỉ dẫn chẩn đoán y tế, không đoán bệnh người ta. Một số hồi bây giờ không biết như thế nào, nhưng hồi xưa có một số PT kiểu gặp khách hàng đó là một cách để họ sell, cứ nói khách hàng tập như kiểu cũ sẽ bị hở van tim chẳng hạn, hoặc tập như thế đó sẽ bị sau này sẽ bị đau lưng đau vai gì đó. Có thể cái đó là đúng, nhưng mà nó tạo một cách nó tạo cái sự lo lắng cho khách hàng, và bản thân người PT đó cũng chưa chắc đã biết chắc là khách hàng có sẽ bị những cái thứ đó hay không, nên mình không có chuyện mình chẩn đoán bệnh cho khách hàng. Rồi thứ hai, mình không đưa ra, một là không chẩn đoán, thứ hai là mình không điều trị. Rồi khách hàng có bệnh lý mình không điều trị, mình chỉ đưa ra cách tập luyện thôi. Rồi mình không đưa cái gì nữa, cái này các bạn sẽ thấy khá phổ biến là không đưa ra diet, không đưa chế độ ăn. Ở Việt Nam mình thì hầu hết PT đều được hỏi là phải đưa ra một cái hướng dẫn ăn uống, hoặc cụ thể là cái meal plan đó, kê đơn chế độ ăn. Kê đơn chế độ ăn có nghĩa là mình biết ra một ngày họ phải ăn cái gì, bao nhiêu gram, bao nhiêu, ví dụ bao nhiêu lượng thực phẩm, nay ăn bao nhiêu cơm, bao nhiêu khoai, bao nhiêu thịt gì đó. Thì mình ở vai trò người huấn luyện viên, mình không làm cái chuyện đó, mình không thiết kế chương trình ăn cho họ. Rồi tiếp theo, mình không cung cấp các giải pháp điều trị cho bệnh lý mãn tính và chấn thương. Những người bị chấn thương, mình không giúp họ để mà điều trị cái đó, mà mình sẽ hỗ trợ điều trị bên cái cột mà mình làm gì đó, mình sẽ giải thích tiếp ha. Tiếp theo là mình không phục hồi chức năng. Hiện giờ có nhiều PT làm luôn cả nghề bẻ nắng xương khớp cho khách hàng và điều trị đau hoặc là bị chấn thương gì đó, thì các bạn mạnh dạn nhận luôn, thì cái đó rất là rủi ro. Tại vì mình chưa quản lý chặt cái việc này nên không ai kiện mình. Nhưng nếu ở nước ngoài, đây là chương trình của Mỹ, nếu mình làm việc mà có rủi ro gì xảy ra thì họ sẽ kiện mình. Rồi tiếp theo là mình không tư vấn, gọi là consulting service, tức là mình không có sale á, mình không có đứng ra để mình sale gói tập. Nếu mà, nhưng đây là lý thuyết ở Mỹ ha, góc nhìn đây là đang trường hợp là ở Mỹ họ làm như vậy. Để làm cái gì? Họ muốn cái người huấn luyện viên tập trung vào đúng chuyên môn của mình, chỉ training cho khách, hướng dẫn bài tập cho khách làm sao cho an toàn, hiệu quả và hướng đến mục tiêu của khách thôi, chứ không làm những cái việc bên ngoài râu ria đó. Rồi, vậy thì cái người huấn luyện viên họ sẽ được làm cái gì? Thì họ sẽ dựa trên những cái lời khuyên từ những người bác sĩ đây, hoặc là từ những cái registered dietitian, tức là những cái người mà có chứng chỉ về dinh dưỡng, dựa theo những cái lời khuyên đó mà mình thiết kế một chương trình tập luyện phù hợp. Phù hợp tại vì ở bên nước ngoài á, một cái người mà muốn tập luyện họ sẽ có thể liên hệ với một PT nè, một người bác sĩ để theo dõi bệnh lý và một người chuyên gia dinh dưỡng riêng để được tối ưu cái kết quả của họ. Thì cái người PT á phải liên hệ với lại hai cái người kia luôn, với người bác sĩ hoặc cái người phục hồi chức năng hoặc là cái người chuyên gia dinh dưỡng gì đó,
để thiết kế một chương trình tập làm sao phù hợp nhất cho khách hàng. Thì mọi người đều tập trung vào chuyên môn của mình chứ không ai đi qua lấn qua cái việc của người khác hết. Rồi và thứ hai là tuân theo những chỉ dẫn tập luyện và giống như luật, bên đó nó sẽ có luật quy định về những cái cách sử dụng thuốc uống đối với người có bệnh lý chẳng hạn, thì người huấn luyện viên sẽ tuân theo những cái quy định đó để đưa ra bài tập phù hợp. Rồi sẽ đánh giá những cái giới hạn chuyển động của khách hàng trong lúc tập luyện, exercise limitation. Rồi từ đó, từ cái việc đánh giá đó thì có thể chỉ ra được cho khách hàng thấy những cái rủi ro tiềm ẩn khi mà họ tập luyện nếu sai tư thế hoặc là bị cơ thể mất cân bằng gì đó, nó sẽ dẫn đến rủi ro gì, giải thích cho khách hàng hiểu trạng thái của họ hiện tại. Rồi một cái nữa là sẽ giới thiệu cho khách hàng đến những cái người mà phục hồi chức năng, đến những người bác sĩ mà mình biết hoặc là những chuyên gia dinh dưỡng cần thiết cho từng trường hợp cụ thể. Ok, rồi tiếp theo phần này mình sẽ thiết kế chương trình tập luyện hoàn toàn cá nhân hóa, individual, và có tính hệ thống và có tính tăng tiến. Không biết các bạn có để ý là có một số người sẽ thiết kế một chương trình tập xong sau đó áp dụng cho toàn bộ tất cả khách hàng. Có thấy bao giờ chưa? Rồi. Alo. Ta nói lại cái đoạn đấy xem nào. Cái đoạn này là có một số huấn luyện viên thiết kế chương trình tập xong bán hết cho mọi người cùng một chương trình tập. Ví dụ chương trình tập tăng cân, tăng cơ trong một tháng 30 ngày hoặc chương trình tập giảm mỡ trong 30 ngày. Đó, viết ra chương trình tập hoặc một chế độ ăn nào đó xong quăng lên mạng bán. Có thấy trường hợp đó chưa? Nhiều luôn anh ạ. Đó là làm sai cái vai trò huấn luyện viên. Tại vì mỗi cá thể là một độc lập nên họ phải được cá nhân hóa. Ở đây nhấn mạnh là individual và được hệ thống theo từng giai đoạn để phù hợp với lại cái tình trạng của người đó và có tính tăng tiến. Tăng tiến tức là từ cái vị trí của khách hàng đó mình tăng dần độ khó và tăng dần để họ cải thiện tốt hơn. Rồi nên cái việc mà các bạn thấy những cái chương trình nào mà bán đại trà đó thì thôi đừng để ý đến nó, hoặc là khuyên khách hàng đừng để ý những cái thứ như vậy. Tại vì không có một chương trình nào mà có thể thiết kế ra mà nó phù hợp với tất cả mọi người được. Mà phải có một người, đó là những người huấn luyện viên, theo sát từng người một để lên chương trình, để tập luyện cho phù hợp. Rồi, ok. Tiếp theo thì giới thiệu khách hàng đến những người cũng là chuyên gia y tế, medical practitioner, những người có chất lượng về chuyên môn của họ để cho khách hàng có thêm những sự trợ giúp đối với từng tình huống ha. Rồi về cái vấn đề mà không viết cái program meal plan á, thì mình sẽ cung cấp cho khách hàng cái gì? Cung cấp cho họ những cái thông tin cơ bản nhất, general information. Đây, ví dụ mình nên khuyên khách hàng nên ăn cái gì thì nó tốt cho sức khỏe và không nên ăn cái gì, chứ mình không có viết cụ thể ra là phải ăn cái gì. Không phải mình biết ra là ăn bao nhiêu gram, tính calo gì hết. Đây là vai trò của huấn luyện viên, mình chỉ đưa ra lời khuyên thôi. Và cái đó dựa trên cái food pyramid. Đây, food pyramid là cái tháp dinh dưỡng. Thì nó bao gồm tất cả các loại như tinh bột, chất đạm, béo, vitamin, rau củ luôn. Hoặc chúng ta có thể giới thiệu khách hàng đến những chuyên gia dinh dưỡng đảm bảo chất lượng. Ở bên nước ngoài người ta gọi là dietitian hoặc là nutritionist. Đó, thì những người này mới có quyền viết ra cái meal plan cho khách hàng. Ok. Nên hiện tại thì nhiều bạn PT, cái nghề này ở Việt Nam giống như là bắt nguồn từ những bạn vận động viên đi tập. Thì các bạn tập, các bạn tăng cân, giảm cân được. Thì các bạn sau đó các bạn gặp khách hàng, các bạn lại cho khách hàng ăn giống như cách mình đã ăn. Thì như nãy mình đề cập ở phía trên á, thì chương trình phải được cá nhân hóa nên không có một chế độ ăn nào phù hợp với mọi người, cũng như không có chế độ tập luyện nào phù hợp với mọi người.
Mỗi người có một cái cơ chế chuyển hóa riêng, cái sức chịu đựng riêng, nên tập luyện phải khác nhau, ăn uống khác nhau luôn. Nên đó là, nên khi bạn là huấn luyện viên, bạn phải theo dõi khách hàng của mình ăn uống như thế nào, rồi xong tập luyện như thế nào, để từ đó rút ra những cái kết luận rồi tăng tiến hoặc là tăng độ khó hoặc là giảm độ khó gì đó cho nó phù hợp. Nên cũng không có những cái chế độ ăn nào mà bán viết ra xong bán hết được cho mọi người cùng ăn. Ok. Và mình chưa kể đến chuyện khách hàng còn có bệnh lý này kia nọ, thì có những thứ họ không ăn được so với những người khác, hoặc là họ có những cái dị ứng khác, nó nhạy cảm hơn so với người khác. Rồi, nếu mình không giải quyết vấn đề và chấn thương, thì mình sẽ giới thiệu khách hàng đến những người vật lý trị liệu. Và mình sẽ thiết kế dùng những bài tập đây giúp khách hàng cải thiện sức khỏe tổng thể. Tức là thiết kế một chương trình tập phù hợp với giai đoạn họ bị chấn thương, rồi chương trình tập tăng tiến dần. Ví dụ đang chấn thương thì phải cho họ tập những bài tăng sức ổn định, tăng sức chịu đựng, gọi là endurance, hơn là những bài tập nặng hoặc là bài power, những bài bộc phát ha. Thì tùy những từng giai đoạn một thì mình sẽ làm một cái chương trình cho nó phù hợp với khách hàng. Nhưng mình không có chữa cái việc họ bị chấn thương, ví dụ họ bị thoát vị đĩa đệm chẳng hạn, hoặc là họ bị đứt dây chằng chẳng hạn, mình không có chữa những thứ đó. Mình chỉ hỗ trợ điều trị thôi. Giữa cái chữ điều trị và hỗ trợ điều trị nó rất là khác nhau ha các bạn. Rồi, mình sẽ giúp cho khách hàng theo được những cái lời khuyên của những người bác sĩ cũng như những người vật lý trị liệu đó. Giống như là như nãy mình có nói là mình phải liên hệ chung với những người đó để họ, mình biết là khách hàng đang tăng tiến ở mức nào, tiến bộ được mức nào, có thể làm được những động tác gì rồi, thì mình bắt đầu áp dụng từ đó đưa vô những bài tập để họ tăng cường quá trình phục hồi. Rồi, tiếp theo mình không đưa quá trình, mình không thực hiện rehabilitation, tức là mình không phục hồi chức năng. Phục hồi chức năng là những người sau khi bị chấn thương, có thể bị tai nạn hoặc là tập luyện quá sức, ví dụ đứt dây chằng xong thì họ phải có một giai đoạn họ phục hồi chức năng lại, hoặc là bị gãy tay gãy chân gì đó, trật khớp gì đó, thì nó làm thay đổi chức năng vận động của họ. Thì bây giờ phải làm cái chuyện là phục hồi lại chức năng bình thường, mọi thứ trước khi tập luyện cho nó gọi là mạnh hơn, khỏe hơn, một cái gì đó, mục tiêu gì đó, thì nó phải quay trở về cái bình thường trước đã. Thì phải đảm bảo được bình thường, hoạt động bình thường, thì từ đó mình mới đặt mục tiêu là cao hơn. Thì mình sẽ thiết kế một chương trình tập luyện phù hợp cho khách hàng sau khi họ hoàn thành cái chương trình phục hồi chức năng của họ. Đây. After release from rehabilitation này nó cũng giống với cái chữ là post rehabilitation này luôn. Tức có nghĩa là sau khi phục hồi chức năng xong, mình bắt đầu tập luyện cho họ để họ tiếp tục duy trì quá trình tập luyện và kiểu khỏe hơn, tốt hơn cho cơ thể. Rồi, ở đây mình không bán dịch vụ, mình tập trung vào chuyên môn, mình training khách hàng, thì mình phải làm như là một người huấn luyện viên đối với khách hàng. Và mình cung cấp một cái thông tin cơ bản, giống như là ok, khách hàng muốn biết giá 50 buổi session của mình là nhiêu thì mình báo giá cho biết vậy thôi, chứ mình không cố gắng để mình sell cái đó. Nhưng thực tế ở đây mọi người đang phải sell rất là nhiều, thì cái này nó thiết kế phù hợp, thì nó có cái sự khó khăn là không thể áp một cái chương trình của nước ngoài về chương trình của mình được, tại vì hai cái hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Nên mình ở đây mình phải kiểu kết hợp, đôi lúc mình phải biết cái nào là vai trò của mình, còn cái nào là quá vai trò của mình, để mình nói chuyện với khách cho nó phù hợp và mình làm đúng cái công việc trách nhiệm của mình. Rồi, lúc này các bạn hiểu vấn đề nó có gì lạ không, có gì thắc mắc không? Alo. Mình ok nhá. Ok. Quý ok không em? Ok anh. Ok. Thật ra hồi trước lúc mình chưa học á, mình cũng kiểu làm những cái mà mình không nên làm nhiều lắm. Xong sau này học rồi biết thì mình phải tiết chế lại, mình phải hạn chế. Nhưng mà đôi khi giống như giờ ví dụ người ta ở ngoài tỉnh, người ta ở trên miền núi chẳng hạn, thì bây giờ làm sao người ta kiếm được người vật lý trị liệu chẳng hạn,
Thì ok, cái người PT họ có thể học thêm, họ học thêm về những cái mà phục hồi chức năng, vật lý trị liệu đó. Nhưng mà nếu mình chưa có chứng chỉ về những cái đó thì mình không nên sell về những cái đó, mình hỗ trợ trong lúc mình tập luyện cho khách hàng thôi, để cho nó phù hợp với từng tình huống. Nhưng mình đừng vượt quá giới hạn của mình được rồi. Rồi, tiếp theo thì những cái thông tin về cái buổi assessment, đánh giá, nó sẽ đưa cho chúng ta biết về giống như nhịp tim, huyết áp, chỉ số chiều cao, cân nặng, rồi những cái bài tập liên quan đến chuyển động, cũng như là biết được tiểu sử tập luyện của khách hàng, mục tiêu hiện tại khách hàng, và những bài tập nào khách hàng thích hoặc không thích chẳng hạn, hoặc phù hợp hay không phù hợp gì đó. Rồi, đây là cái bản cái này Passion Park Q. Đây là cái bản Park Q. Không biết ở chỗ mấy bạn có dùng cái bản này hay không. Giống như ở đây, ví dụ bác sĩ có từng khuyên các bạn, có từng nói các bạn về có vấn đề gì về tim mạch, hay là có những cái động tác nào mà, những cái hoạt động thể chất nào mà các bạn phải tập hay không nên tập gì hay không nè. Hoặc là các bạn có thấy bị đau ở lồng ngực khi các bạn tập luyện hay không. Thì có dài xuống đây, ví dụ như có những cái như là có khi nào bạn thấy mất cân bằng, hoặc là nhức đầu, hoặc là mất kiểm soát cơ thể, gọi là mất kiểm soát bị choáng đó. Thì nếu khách hàng đánh có yes một trong những thứ này thì họ nên được khuyên đi đến gặp bác sĩ, vì có thể họ đang bị vấn đề về bên trong như tim mạch, huyết áp chẳng hạn. Thì không biết bên chỗ mấy bạn có làm theo cái bản này không? Bên Dũng có làm cái bản này không? Bên mình có. Tức là khi mà khách hàng đến ấy, thì đo qua chỉ tức là mình sẽ đo qua chỉ số cơ thể này, xong đấy mình sẽ cái thông tin này thì sẽ có một cái bảng Park Q ấy. Thì mình sẽ cho khách hàng xem, và những cái vấn đề nào khách hàng đang bị thì người ta sẽ đánh dấu vào. Nhưng mà có nhiều khách hàng người ta sẽ cái phương diện là người ta giấu mình. Đúng rồi. Cũng có trường hợp họ sẽ giấu mình như vậy. Nhưng mà mình nên khuyên họ là nên cho mình biết để mình còn thiết kế một chương trình tập cho nó phù hợp. Để rủi ví dụ đang tập họ ngã đùng ra cái, ai giải quyết chuyện đó, ai chịu trách nhiệm. Bên mình, bên chỗ mình làm thì họ sẽ gửi, ví dụ có khách hàng nào hỏi về vấn đề PT chẳng hạn, thì sẽ được nhận qua email cái bản này trước và đánh tiếp vô, giống như công việc, nghề nghiệp và bệnh lý chẳng hạn, có chấn thương gì hay không. Rồi cái bản đó sẽ được gửi về cho cái người PT để họ nhìn qua một cách tổng thể trước. Sau đó thì đến cái buổi gặp mặt đầu tiên thì đã biết về sơ lược về cái bản này rồi, và cũng tiếp tục lấy thông tin tiếp về kiểu hỏi han khách hàng tiếp về những cái thứ này để xác định lại lần nữa. Rồi xong rồi sẽ đo in body và bắt đầu cũng thực hiện những cái bài test về chuyển động và tư thế luôn. Đó, thì cái quy trình là như vậy. Rồi, back trở về bên này. Health screen. Thì cái lý do của cái bản PowerQ này là để mình nắm được những cái thông tin cơ bản trước về tình trạng sức khỏe của khách hàng, cũng như mục tiêu và nghề nghiệp, thói quen của họ. Đây là cái bản PowerQ ha. Chúng ta có thể tham khảo trên mạng, cứ lên Google gõ chữ PowerQ này nó sẽ ra cũng khá nhiều mấy cái ví dụ, có thể coi. Rồi, chúng ta thu thập thông tin để hạn chế rủi ro đối với khách hàng. Rồi, ok. Và cũng từ cái này, sau khi đánh giá khách hàng xong thì từ những cái thông tin mà đánh giá, kiểu giống như là nếu khách hàng có một vấn đề gì đó về chuyển động cơ thể chẳng hạn, thì giống như họ muốn đi xa hơn, tập luyện khỏe mạnh hơn, có một mục tiêu gì đó về fitness chẳng hạn, thì họ phải biết họ đang ở đâu. Giống như giờ khách hàng vô yêu cầu, giờ tôi muốn giảm 5kg trong tháng, hoặc là 10kg trong 3 tháng chẳng hạn, nhưng mà vấn đề là họ cho giờ không có tập luyện gì hết, thì mình phải tư vấn làm sao cho nó phù hợp, chứ không phải mình cứ khách hàng yêu cầu xong phải làm gì.
mình phải đưa theo lộ trình để họ xác định cho nó cụ thể và nó thực tế, cho nó thực tế, khả thi, thực hiện được. Rồi sau khi đánh giá về sức khỏe thì mình sẽ hỏi về nghề nghiệp. Ok, về nghề nghiệp. Nghề nghiệp. Ví dụ ba công việc này các bạn đánh giá nó khác gì nhau? Một bên là văn phòng, một bên là lao động chân tay, và một bên ví dụ như một chú chạy xe. Ví dụ ba đối tượng khách hàng này thì về nghề nghiệp của họ các bạn dự đoán gì khi mà trong cái buổi đánh giá cơ thể họ và kiểu tập luyện này kia đó. Ví dụ trường hợp người ngồi văn phòng, Dũng thử đánh giá ha, suy nghĩ một phút. Rồi trường hợp người lao động chân tay như vậy thì Quý đánh giá thử xem có những thứ gì mình sẽ đánh giá về tư thế, về thói quen vận động, về nghề nghiệp của họ mang đến đối với cái cơ thể họ. Rồi Duyên đánh giá thử cái chú này đối với công việc của họ ảnh hưởng gì đến cái tư thế, đến cái fitness, cái thể chất của họ. Ok. Mình còn ở đây còn 2 phút, chắc mình sẽ stop video một xíu để mình record xong rồi. Các bạn suy nghĩ một phút, sau đó mình sẽ trả lời cái câu này ha. Ok. Vâng ạ. Ok.